À, xin chào anh chị và các bạn đã đến với kênh Câu Lươn. Hôm nay là ngày 25 Tết. 25 Tết rồi cho nên là mình đã đi mua một cây quất và chuẩn bị trồng. Trước mắt các bạn đây là một chậu. Chậu chất liệu bằng nhựa. Nhưng mà giã là giã đá. Mình mua với cái giá là 50 ngàn. Kích thước của cái chậu này là 30 cm. Nó có chiều cao là 25 đấy, 25 cm. Đây là cái cây quất mình vừa mới mua. Cái quất này thì có lộc, có quả chín, quả xanh quả chín, có hoa. Cái này rất là đẹp. Cái này được tạo thế đây, có tay đây. Cây này khá là sum xê, lá xanh mượt đây, lá rất là xanh, quả to. Mình thì quan điểm của mình là mình rất là thích chọn những cái cây quất nhiều quả. Quả xanh như thế này thì chơi được lâu, chơi đến ra riêng. Quả to thì nhìn nó đẹp. Lộc này thì gọi là đầu xuân thì mang lộc về nhà. Cái này thì mình bây giờ mình chỉ trồng và mình tưới nước thì lá nó sẽ đẹp ngay. À, cái kinh nghiệm của mình trồng thì mình cứ trồng mình bỏ cát, xong mình tưới nước. Tưới nước thì mình để khoảng tầm 2-3 ngày rồi mình mới đem vào thì bắt đầu là cái tán của nó bị nó sẽ đều tán và nó tự nhiên, trông nó tự nhiên, xong mình bê vào thì nó đẹp hơn. Đấy, cái thứ hai là khi mình trồng mình tưới nước rồi thì nếu mà mang vào ngay thì nó sẽ bẩn nhà, cho nên mình cứ để bên ngoài đi đã. Quất thì ngày Tết mình chỉ việc tưới cho nó một tí nước thôi, không tưới nhiều. Quất này là quất 1 năm, tạo bông tay rồi, khá là đẹp, quả to. Quả to quả nhỏ, có hoa có lộc. Cái này mình mua với giá là 150 ở ngoài Hà Nội. Không biết cái giá này có đắt không? Và nếu mà bác nào đang mua quất thì cho ý kiến nhé. Cây này của mình mua có đắt không? Với mình thì mình thấy ưng là được rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho cái cây này vào cái chậu. Mình sẽ lấy một viên đá mình đặt ở đây cho nước đỡ bị rò xuống. Bắt đầu là lấy đất, đất cát, chắc là phải tôn thêm ít cát vào thì nó mới đẹp được. Đây mình là lấy thêm ít cát để đôn, bởi vì cái chậu của mình nó khá là sâu, mình phải đôn cát đây. Hai là cái này nó sẽ giữ ẩm cho cây rất là tốt. Bây giờ mình sẽ trồng.
Tiếc là khi vận chuyển bị gãy mất một cành như này. Rất là nhiều quả, hơi tiếc.